À, chào mừng anh chị trở lại với talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 14 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 15 tháng 9 năm 2021. À, hôm nay là một phiên mà thị trường bán ra anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn bốn cái chỉ số này: VN Index, HNX, Up Index và VN30 đều giảm điểm, mức 0,13 cho đến 0, sấp xỉ VN30 là sấp xỉ 0,5%. À, trong đó thì cái khối lượng giao dịch của VN Index hôm nay cũng khá là lớn anh chị nhé thì khi mà chúng ta thấy những cái phiên bán ra với khối lượng lớn thì đó là cũng báo hiệu những cái sự nguy hiểm nhất đấy. À, tuy nhiên cái điểm cộng ở đây á, anh chị ơi thấy là đối với vn index thì là và vn30 mươi và vẫn chưa thủng cái đáy gần nhất và trong đó vn index vẫn trên ma hai mươi anh chị có thể nhìn thấy đây này đối với vn index anh chị có thể nhìn thấy cái này anh chị nhìn thấy cái ngày này, chưa thủng cái đây là cái đáy gần nhất của nó này đó thì như vậy nó vẫn đang nó đang là trong cái xu hướng là kênh lên anh chị nhé vn 30 cũng vậy nhé cái này này vẫn cao hơn ngày này này đó thì nó vẫn là xu hướng kênh lên và EVN index thì chưa thủng cái MA20 do vậy thì ở đây nó vẫn là nếu xét về chỉ số index thì nó vẫn trong một cái xu hướng là sideways dung lắc trường hồi phục sideways dung lắc tuy nhiên là khi mà nhìn một số cái chỉ số khác thì anh chị có thể nhìn thấy này đây là cái chỉ số mà số lượng các cái cổ phiếu hoạt động tốt trên cả thị trường các anh chị thấy là có cái sự sụt giảm ở à đây là số lượng cổ phiếu tốt trên cả ba sàn nha anh chị nhé và chọn những cổ phiếu có cái lượng thanh khoản ổn định thì anh chị thấy là nó tiếp tục giảm này vào những cái giai đoạn thị trường đi lên anh chị có thể thấy là số lượng cổ phiếu tốt nó nở ra và ở những cái giai đoạn thị trường rủi ro hoặc là đảo chiều nó giảm đi do vậy là các anh chị thấy là hiện nay số lượng cổ phiếu tốt là có cái sự sụt giảm thì đó là chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý bởi vì rất nhiều những cái giai đoạn thị trường sụt giảm các số lượng cổ phiếu tốt sụt giảm. Đây là một cái tiêu chí mà chúng ta cũng cần phải thận trọng. Ngoài ra, khi mà nghiên cứu theo từng cái dòng cổ phiếu và các cái cổ phiếu á, thì mình thấy là khá nhiều cái cổ phiếu mà nó test thủng cái đấy gần nhất. Và những cổ phiếu này khi test thủng những cái đấy gần nhất thì nó sẽ cần một cái thời gian nhất định để có thể nó sẽ tích lũy lại hoặc có thể nó sẽ điều chỉnh xuống cái vùng nền của nó hoặc thậm chí nó có thể rơi nền Do vậy là khi số lượng các cổ phiếu này mà test thùng thì nó báo hiệu là cũng khá là nguy hiểm anh chị nhé. Do vậy cái chiến lược ở đây này thì mình cũng chia sẻ cái chiến lược là chúng ta nên kiểm soát chặt chẽ cái danh mục của mình, hạn chế cái việc mua thêm cổ phiếu và hạ bớt tỷ trọng đối với một số cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rủi ro hoặc là thùng MA10 hoặc là thùng MA20. Nếu đối với cổ phiếu đang chạy mà thùng MA10 thì chúng ta nên hạ bớt một nửa tỷ chậm đi hoặc là các cổ phiếu mà thùng hạn ma 20 thì chúng ta cũng nên bán đối với các cổ phiếu trong nền tích lũy mà thùng ma 20 cũng phải xem xét đó và nếu mua các cổ phiếu á chúng ta hạn chế mua mà nếu mua ở đây thì chúng ta chỉ đánh các cổ phiếu kiệt khối lượng thôi các anh chị không mua các cổ phiếu bùng nổ và đặc biệt không mua các cổ phiếu chạy nước rút hiện nay có khá nhiều các cổ phiếu chạy nước rút anh chị nhé đó thì các anh chị sẽ nhìn thấy này đó, mặc dù là nhìn đến này thôi nhưng mà rất nhiều cổ phiếu này giảm điểm anh chị nhé cho nên chúng ta cũng phải rất là cẩn thận đấy thì vừa vào các cái dòng tiếp theo là các cái dòng ngành nghề ngành nghề nào đã tốt thì các anh chị thấy là cái gốc mà mình có chuyển về so sánh là ngày mùng 6 tháng 9 rồi nhé là cái ngày mà VN Index này, này nó vượt lên MA20 nhé thì các anh chị nhìn đây các anh chị thấy là nếu xét theo ngày từ ngày mùng 6 tháng 9 ở đây thì VN Index đã giảm 0,5 phần rồi nhé viên 30 đã giảm 0,2 phần trăm rồi ta thủng cái ngày ta xác nhận để chúng ta thị thị trường xác nhận là vượt MA20 trung bình MA20 ấy thì nó cũng là những cái dấu hiệu mà chúng ta thận trọng một chút và đây là những cái dòng cổ phiếu mạnh thì anh chị có thể thấy là dòng bán lẻ này dịch vụ tài chính này đây là mấy cổ phiếu đang chạy nước rút nhé khai khoáng công nghệ hàng không dịch vụ vận tải thì những cổ phiếu mạnh tốt này này đều là những cổ phiếu ở vùng trên rồi đa phần chạy nước rút rồi rất nhiều cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta cũng phải thận trọng vì khi các cái cổ phiếu chạy nước rút này mà nó rơi cộng hưởng với các cổ phiếu yếu này rơi thì nó sẽ tạo thành một cái sự nguy hiểm anh chị nhé Tuy nhiên là nhìn đây thì anh chị có thể thấy những cái dòng mạnh là những cái dòng về dịch vụ tài chính bán lẻ, khai khoáng, công nghệ, hàng không, dịch vụ vận tải, cao su, thực phẩm, vật liệu xây dựng, vận tải biển. Còn lại những cái nhóm thép, thủy sản, điện, bất động sản là đều thấp hơn thị trường chung rồi anh chị nhé. Tức là những cái nhóm mà các anh chị thấy những cái nhóm mạnh này đa phần là những cái cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu ở mid cap đúng không? Trừ cái bán lẻ này có thời giới di động thôi. Đúng không ạ? Còn đa phần là nó là các cái cổ phiếu khá là nhỏ nhỏ kiểu như mid -cap còn các cái dòng lớn như kiểu chứng khoán này dầu khí thì nó đang ở phía ngang ngang với thị trường chung thôi nó cũng khá là rủi ro do vậy chúng ta cần thận trọng một chút anh chị nhé đó là lý do tại sao mà phần trên này mình có chia sẻ chúng ta hạn chế cái việc mua cổ phiếu mà nếu mua thì có thể mua các cổ phiếu kiệt khối lượng thôi và phải kiểm soát rủi ro mình cũng biết là rất nhiều các anh chị mua được các cổ phiếu cho lợi nhuận ví dụ bán lẻ hoặc là dịch vụ vận tải tuy nhiên là cái việc mà khi thị trường mà điều chỉnh ấy, có thể các cổ phiếu nó sẽ không chết nhưng nó sẽ nó sẽ nó sẽ điều chỉnh một thời gian mà đâu đó các cái lợi nhuận của chúng ta sẽ bị bào mòn hoặc là chúng ta sẽ phải có những cái sự áp lực trong cái việc mà nắm giữ các cổ phiếu mà chúng ta đang bị lỗ anh chị nhé chúng ta thận trọng đối với các cái cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là các cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay thì cũng không nhiều lắm không nhiều lắm anh chị có thể nhìn ở đây số lượng các cổ phiếu bùng nổ hôm nay thì không nhiều lắm Tuy nhiên là các cổ phiếu này đa phần ở diện chạy nước rút thôi anh chị nhé. Không có cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ luôn. Các anh chị nhìn thấy có DG W này. Đúng không? Đây là cái điểm mua bùng nổ của nó. Và sau khi mà nó điểm mua bùng nổ vấn nền phát là nó chạy phăm phăm luôn. Không có điểm vào nữa. Và bây giờ đang là chạy nước rút rồi anh chị nhé. Bùng nổ và chạy nước rút. Các anh chị có thể nắm giữ được nhưng không mua được. Tiếp theo này. VSD này. Cũng chạy nước rút nhé. Các anh chị cũng không mua được. VI như thế này đa phần các cổ phiếu bùng nổ hôm nay đều là những cổ phiếu nước rút chạy nước rút tức là dòng tiền của những nhà đầu tư người ta đều ném vào những cổ phiếu đang điên khùng này đang điên khùng chạy lên nhé dòng tiền đầu cơ rất là mạnh td hạn thế nhưng đang chạy không có điểm mua nữa itd nhé itd hôm nay là một điểm mua bùng nổ nhưng mà cũng 7% phần trăm tăng 7%, phần tuy nhiên là cái hình mẫu của nó thì nó vẫn ở dưới cái khu vực này này nó vẫn còn một cái kháng cự ở đây cho nên là nó không phải là điểm mua anh chị nhé CMG, CMG thì cũng đang chạy rồi như như là chạy nước rút rồi anh chị nhé nó chạy một hai ba phiên như này là chạy nước rút rồi đa phần các cổ phiếu bùng nổ đều là cổ phiếu chạy nước rút SGT thì đây là cái điểm mua của nó này có thể gọi là điểm mua này anh chị thấy cái đây có thể điểm mua này điều chỉnh này tiếp tục mua vào thì đây là mấy cổ phiếu chạy nhưng mà chúng ta sẽ không đuổi nữa nắm giữ thôi anh chị nhé nắm giữ APG cũng thế nhé đấy TGG nhé là chạy nhé CRE nhé CRE thì hôm nay cũng là bùng nổ hôm nay là bùng nổ nhưng nó không phải là điểm miễn cưỡng thì cổ phiếu này có thể gọi là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ Thế là trong trường hợp miễn cưỡng nhé anh chị nhé còn chúng ta sẽ cơ bản sẽ không mua nay không cổ phiếu nào cho điểm mua cả LC nhé LC cũng chạy rồi chúng ta không thể đuổi được nhé đây nó là cái nền của nó đây đấy anh chị nó chạy và bắt đầu chạy nó rút đó khi mà thị trường chạy nó rút này là thị trường cũng rất là rủi ro đấy nhé rất là nguy hiểm đấy SKG này chạy này đó đây là một này thì nó không phải để mua chị nhé nó cổ phiếu này về xu thế chính với là xu thế xuống hvn thế này sau khi nó chạy như này thì đây chủ yếu là cái hoạt động đầu cơ thôi chị nhé cái lát này Last này thì có thể coi là một điểm điểm mua bùng nổ nhé lát có thể coi hôm nay là một điểm mua bùng nổ nhưng mà giai đoạn thị trường này chúng ta hạn chế không nên mua nhé CSV nó chạy rồi nhé chạy rằng chạy nước rút anh chị nhé CSV chạy nước rút đúng không đây để mua vùng nổ nó rất đẹp ở đây là trước chúng ta cũng còn nói nước rút VDV anh thế nhé nhưng mua những cổ phiếu này là rất là rủi ro anh chị nhé rất nhiều anh chị à, FOMO mua những điểm như này rất là rủi ro có thể là cũng có thể là chúng ta sẽ kiếm được T3 ví dụ anh chị mua ở đây thì chúng ta có 1 2 3 ở đây nhưng mà những cổ phiếu chạy nước rút như thế này thì nếu mà nó rơi á, thì nó cũng rơi rất là kinh đấy, đấy TPD tvd này đa phần là những cổ phiếu chạy nước rút tht này đấy cổ phiếu NVC này thì chưa chạy nước rút thôi nhưng mà nó chạy khá là mạnh không có điểm mua tc6 nsh nhé không có điểm mua chúng ta chỉ có thể nắm giữ thôi anh chị có thể chưa phải chốt lời nhưng có thể nắm giữ Gil nhé Gil thì hôm nay Gil không phải để mua bùng nổ đâu Gil để mua bùng nổ ở đây này đây đi kêu mua nổi này đấy. Được, cảm ơn chạy nhá nó chạy nước rút không thể mua đấy, được không thể mua được chỉ có thể nằm giữ về là thế nhá vos nhá đấy được. hết rồi hết cổ phiếu chạy nước rút rồi mình cũng chia sẻ thêm một cái thông tin nữa với anh chị như là các anh chị thấy là thông thường nếu giai đoạn thị trường mà ngon á thì mà tốt á là những cổ phiếu mà cho cái điểm mua ke nó thành công rất là cao như đây các anh chị có thấy là đây mình theo dõi lại những cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ theo ke á cái xác suất thành công đợt này không cao nhé Ví dụ như nam long này đây là một điểm mua bùng nổ ke này sau đó nó dụng xuống này nhé đúng không tất nhiên là chúng ta sẽ phải bán nếu nếu chúng ta mua ở đây chúng ta sẽ phải bán ở phiên thủng ba mươi rồi bởi vì nguyên tắc là cổ phiếu đã chạy thì thùng ba mươi chúng ta sẽ phải bán tuy nhiên là mình cũng chia sẻ với chị là khi mà thị trường sideways chia sẻ rất rõ đúng không ạ giai đoạn thị trường sideways chúng ta không nên đánh các cổ phiếu bùng nổ chúng ta chỉ nên đánh các cổ phiếu mà nó là là kiệt vốn thôi tuy nhiên chúng ta theo dõi nếu các cổ phiếu bùng nổ mà không thành công mấy thì điều đó chứng tỏ là thị trường cũng rủi ro nhé các anh chị mà mua cổ phiếu giống như là Onel nói nếu mua các cổ phiếu bùng nổ xong mà thấy là chúng ta lỗ lỗ rất nhiều hầu hết là lỗ thì đó là báo hiệu thị trường tương đối nguy hiểm các anh chị thấy này đấy VCI thì đây là để mua bùng nổ này Nhá. thì đây là hiện tượng lỗ này Tất nhiên là trong những cổ phiếu này thì không nhất thiết có những cổ phiếu chúng ta chưa phải bán. Đây, ví dụ Hoa Sen nhé là để mua bùng nổ ở đây, chạy lên được thì vẫn chưa lỗ. Đấy, TLG này để mua bùng nổ này. Đấy lỗ đúng không ạ? Đây là mình ví dụ thôi. Đấy, tích này thế này. Đây là để mua bùng nổ này. Không tích cái nền ở đây. nhé thì điểm mua bùng nổ của nó đây, đây để mua bùng nổ của nó ở đây tích này thì chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ bán đây rồi nhưng mà các anh chị thấy là những cái cổ phiếu mua vùng nổ mà thành công không nhiều ạ cái PVP như thế này thì nó sẽ là nguy hiểm VNP này thì vẫn ok nhé vẫn chạy được rất là số lượng cổ phiếu mua vùng nổ thành công rất là ít mix như thế này đấy, mix định thế này ht 1 này đấy, CTS này các anh chị thấy này CTS này sẽ cần thời gian thêm thì vẫn chạy nha anh chị nhé thì vẫn chạy được nhé TCL này thì nha, đang tích lại đấy, VNA thì chạy được nhé chạy nước rút được hết rồi cơ bản hết rồi hôm qua có nói thêm cổ phiếu FLT gì đấy nữa thôi thì khả năng nếu nó chạy được thì nó sẽ chạy nước rút luôn còn nếu không có thì nó cũng là một sự rủi ro nhé thì nói chung là thị trường cũng khá là rủi ro đấy anh chị ạ chúng ta nhìn thông qua mấy cái tỷ số như thế là cũng phải rất là cẩn thận nhé thứ nhất là các cái ngành mà mạnh thì đều là những ngành nó chạy nước rút bởi vì nó gục cũng phát là rất nguy hiểm số lượng cổ phiếu tốt có sự sụt giảm và rất nhiều cổ phiếu bùng nổ cho điểm mua bùng nổ thì thành công rất thấp đó và hôm nay nếu mà tìm các cái điểm mua cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ thì gần như trả cổ phiếu nào trừ mỗi cổ phiếu last là có thể xem xét trừ mỗi cổ phiếu last là là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên này rất là rất là hiếm anh chị nhé rất là hiếm do vậy là chúng ta cần phải cẩn thận nhé mình hôm trước có chia sẻ với anh chị ra là khi mà giai đoạn thị trường như thế này này nó sẽ hiện nay giống như thị trường nó đang lặng đi trước thứ nhất là một là có thể là một cơn sóng Sóng lớn nhé Nếu mà dòng dầu khí dòng banh các thứ mà chạy Có thể sẽ cơn sóng lớn Mà hoặc là nó sẽ là một cơn bão Tức là nó sẽ tiếp tục rơi đó nên chúng ta cũng phải khá là cẩn thận à, Các cái cổ phiếu uh, Bùng nổ cho để mua bùng nổ rồi Các cổ phiếu mạnh nhất Thì uh, cơ bản nó cũng là những cổ phiếu Cho để mua bùng nổ lúc nãy thôi anh chị nhé Bởi vì đa phần là nó chạy nước rút mà rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ giả soát một số các cái cổ phiếu hoặc một số nhóm cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị. Và cái này thì chắc là mình sẽ giả soát theo một số những cái nhóm quan trọng nhé. Banh banh này, chứng khoán và thép và một số những cái dòng khác bởi vì nó là những cái dòng khá là quan trọng hoặc là viên 30 chị hoặc là viên 30 để chúng ta đánh giá về thị trường chung cho nó chính xác hơn. Đấy, bán lẻ này thì nó chạy rồi, DLF rồi, rút rồi những cổ phiếu như này chúng ta không mua đấy có thế giới di động mà cho điểm mua bùng nổ này đúng không mình có chia sẻ với anh chị cái cổ phiếu thế giới di động này cả những cái điểm mua cạn vô đúng không đây là một điểm test cung này anh chị thấy đây là điểm no supply nó là một dạng nhé đây là một điểm điều chỉnh này cái điểm này là test tại điểm này này đây là test cung ba này khối lượng thấp đúng không mình bắt đầu chia sẻ với anh chị cổ phiếu này từ này rồi tuy nhiên nếu mua như này thì có thể chúng ta sẽ cổ phiếu này vẫn có lợi nhuận đấy thì dòng bán lẻ này thì vẫn chạy được nhé chưa dòng bán lẻ đang chạy được và bắt đầu cổ phiếu chạy nước rút rồi kiểu pet này thôi nhưng nay điều chỉnh nhưng mai có thể hồi thì vẫn ok xong bán lẻ này thì vẫn ok nó bất động sản này thì đang một số cổ phiếu đang điều chỉnh lại với SR hôm qua là hôm trước đây điểm mua bùng nổ của nó đây đấy sau khi nó điều chỉnh về nền ở đây nó bùng nổ lại hôm nay nó lại bán ra quay lại luôn tất nhiên là như thế này thì nó chưa ở mức nguy hiểm nhưng mà thấy rằng là, là cái cơ hội về thị trường nó không cao bởi vì thị trường sideways đúng không anh chị Điều xoay này thông thường phù hợp nhất là chúng ta đánh trong nền thôi các anh chị thấy nó rơi về gần dưới nền các anh chị đánh kiểu chộp, chộp lên đến vùng kháng cự trên của nền này các anh chị gặp áp các anh chị bán đó. các anh chị chốt lời đấy là đánh ngắn ngắn trong nền tdh thì chạy nhé ntc này thì cổ phiếu kênh dưới điều lợi thế này đấy các anh chị thấy htg này các anh chị cái chị đây là cái vùng này nhé mình vẽ cho anh chị xem là nó là cái vùng sideway anh chị thấy xong một nhịp rũ này anh chị thấy đây là những cái cơ bản đây nó là những cái phiên rũ bỏ này xong rũ bỏ hết phiên này là một phiên test cung ba đúng không kéo lên kéo lên xong như nó không lên được lại tiếp tục nó rũ nó rũ tiếp thì có thể ngày mai tại sao mình nói là thị trường trước một cơn bão hoặc là một cơn sóng bởi vì anh chị thấy rằng là khi mà thị trường chỗ này mà nó cân bằng được mà nó vớt được cái vùng này này thì nó có thể hồi được nhé nó ở đây là cái điểm gọi là danh giới giữa trên này là trần gian còn đây là âm phủ nhé trên này là thiên đường anh chị bao giờ là có ba là ba khu vực trong nền trần gian dưới nền âm phủ và trên là thiên đường nhé như thế này nếu mà nó rơi xuống thì nó cũng rất là dễ rơi xuống cái ngục luôn một nhịp rơi mới cho vậy chúng ta phải rất là cẩn thận rất là mong manh nhìn thấy cái phiên ngày hôm nay ấy, thì rất nhiều cổ phiếu là chưa chết nhưng mà nó cũng rất là mong manh rất là cẩn thận anh chị nha rất là cẩn thận có thể nó sẽ hồi được hoặc là nó sẽ không hồi được Đấy. nhưng mà chúng ta không phải bán là những cái phiên như này đâu nhé các anh chị bán là phải bán trước rồi nguyên tắc của mình là phải bán trước khi nó rơi chưa khi cổ phiếu thích lũy này rơi ma 20 nếu anh chị mà nắm giữ là anh chị phải bán rồi đây là thế này cái cổ phiếu này thì rơi rồi nhé nó đang là phân phối đấy anh chị nhé mình phân tích một số cổ phiếu này anh chị thấy là đây cổ phiếu rơi đấy. tiết xe anh chị nó là phân phối đấy Tức là cho đến thời điểm này chúng ta thấy nó đang mấp mé này anh chị nhỉ, đúng không? Đây này. Cứ bỏ kéo lên này. Kiệt vôn, tất nhiên khối lượng nó đang kiệt, nhưng mà nó về nó chỉ bán ra mạnh một phát là nó sẽ ào ào nó xả lũ ngay. Nhá, hoặc là trừ khi nó bùng nổ lên thì nó sẽ thoát. Tức là nó đang ở ngưỡng cửa đấy, nó đang ở ngưỡng cửa nguy hiểm. Đấy, fit này thì rơi rồi này, nhá, fit này thì rơi hẳn xuống rồi. Anh chị vẽ được cái khu vực này thôi và anh chị thấy nó rơi rồi nhé Đây là những cái phiên khi mà rơi qua cái vùng hỗ trợ nó rơi rất là mạnh với khối lượng lớn nó rút rất là mạnh rất nhiều cổ phiếu như thế nhé idg anh chị thấy hôm nay nó rơi rút về cái vùng hỗ trợ xong lại kéo lên nhé như này là vẫn rút chân lên như thế này thì cổ phiếu này thì vẫn ổn idg thì vẫn ổn cái cổ phiếu này thì cũng chưa sao cả nó đang rơi về cái vùng hỗ trợ này nói chung rất nhiều cổ phiếu rơi về vùng hỗ trợ và nếu mà nó sống sót được thì nó sẽ lên được và nếu nó không sống sót được thì cũng khá là nguy hiểm do vậy thì chia sẻ với anh chị cũng khá thận trọng bởi vì mình bản thân hôm nay cũng phải giải quyết bán mất khoảng sáu mươi phần trăm các cổ phiếu nắm giữ rồi, không phải là sáu mươi phần trăm số lượng cổ phiếu nắm giữ mà sáu mươi phần trăm trong cái danh mục của mình, ấy. một số cổ phiếu thì chốt lời hết hoặc là thanh lý hết hoặc một số cổ phiếu giảm mất một nửa, Bởi vì à, chúng ta có thể là à, bỏ một cái cơ hội nhưng mà không nên ôm thêm một cái rủi ro. Tức là nói đây là gì? Tức là chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc, nguyên tắc của mình là khi cổ phiếu chạy thùng ba mươi mình sẽ bán, còn khi cổ phiếu mà trong cái vùng quầy này, thùng A20 cơ bản mình sẽ bán. Và nguyên lý nó là như thế. Sau 2 giờ 15 nó xử lý. Như thế thì nó sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý hoặc là FOMO hoặc là sợ hãi. Chúng ta luôn luôn phải trung lập với thị trường và đánh đúng công thức. Nếu mà lỗ, chúng ta sẽ cắt lỗ. Không bao giờ có thể trúng hết được. Nhưng mà nếu có lợi nhuận, kiếm một lợi nhuận là chúng ta phải ôm chặt lợi nhuận anh chị nhé. Nguyên tắc là thế, tức là sai là phải sửa. Nhưng đúng là phải ôm chặt để kiếm lợi nhuận lớn. Những cổ phiếu này thì không xem nó vì bé quá anh chị nhớ như cổ phiếu như này, này. đấy bạn tích nhé sau khi này nó chạy nó tạo được một cái nền mới nhé thì thấy nó tạo được một cái nền mới này đúng không ạ đấy thì như này là phiên ngày hôm qua là nó đã thủng mà phiên ngày hôm qua là chúng ta đã phải chạy rồi nhé tích ví dụ một hai cổ phiếu này chị xem là phiên ngày hôm qua là đây là các anh chị thấy đây là nền và đây là điểm bùng nổ điểm mua bùng nổ vượt nền đúng không chính xác đây là điểm bùng nổ mà khối lượng lớn này mà đúng không vượt nền thì đây là cổ phiếu vượt nền tích lũy ở trên này rơi lại nền cũ thậm chí rơi thủng ba mươi Khi hôm qua chúng ta sẽ phải chạy rồi anh chị nhé phiên này tiếp tục bán ra tất nhiên là cổ phiếu này không có nghĩa là nó sẽ rơi thẳng xuống mà có thể nó sẽ đi vùng về đến cái vùng hỗ trợ cũ này này thì nó sẽ về đến vùng hỗ trợ cũ này đây này nó sẽ mắc lại sau đấy nếu mà cổ phiếu tốt nó sẽ cân bằng nó sẽ tích lũy ở trong một phần này nó chạy tiếp còn nếu nó mà thị trường nó sắp nó sẽ sắp tiếp đấy cho vậy chúng ta phải giao dịch theo đúng nguyên tắc kỷ luật cổ phiếu này thế nha anh chị nhà Nam Long nhá hôm qua là phiên thùng ba 10 rồi cổ phiếu này vượt nền đúng không ạ hôm qua là phải phải chạy rồi nay mình phân tích cho anh chị một số cái bởi vì thấy thị trường nó cũng khá rủi ro hôm qua thì không phân tích kỹ căng điền nhá thì đây là vẫn đây là cổ phiếu trong nền anh chị nhé đây là một cái điểm bùng nổ như chưa vật nền căng điền thì nhìn đồ thị thì vẫn khá là tích cực đấy, đích thế nhé đích hôm qua là cái phiên mà thủng mở 10 rồi đâu đây cổ phiếu đích này là bùng nổ vấn nền anh chị nhé đây là bùng nổ vấn nền này đấy thì phía này nó thủng mở 10 rồi này các chị đã phải giải quyết rồi. cái này là thủng ma 20 đúng không ạ? Phía này này. Đây thủng ma 20 Các chị thấy cái đường màu đỏ xanh là M20 đường màu đường màu xanh là M10 đường màu đỏ là M20 thì phía này chúng ta bắt đầu phải chạy rồi. Đó anh chị nhé. thì ví dụ như thế thôi. Tức là không có nghĩa là khi nó thủng ma 10 thủng A20 nó sẽ rơi thẳng phía dưới. Nhưng nguyên tắc của chúng ta là mua sau khi tích lũy và bán trước khi nó phân phối, thậm chí trước khi nó tái tích lũy, đúng không anh chị? đấy như này mà chúng ta thấy như này là chắc chắn là nó có gì đấy sai sai và chúng ta sẽ phải thoát ngay nếu anh chị mua ở phía trên này những cái phiên kiệt vô như hoặc là kẻ mua bùng nổ đúng không các anh chị phải chạy ngay ở phía này còn đương nhiên nếu mà chỗ này mà đúng thì các anh chị ôm chặt để các anh chị kiếm lợi nhuận ở phía trên nhé đúng không ạ đó đây là dòng bất động sản nhé mình sẽ phân tích cho anh chị về dòng chứng khoán nhé rất nhiều anh chị hỏi về dòng chứng khoán Ờ à, cái này đi anh chị có thể chứng khoán này một mình, mình sắp lại cái thứ tự này cái nhất này Để chứng khoán chứng khoán này mấy cổ phiếu đang chạy nhá APG này chạy này nó thì vẫn chạy được BMS này vẫn chạy được nhá WSS này thì hôm qua là để mua bùng nổ nhé nhưng mà như thế này thì cũng không thấy tiềm năng cho lắm bởi vì rủi ro thị trường FTS nhé, FTS thì vẫn ok anh chị nhé đây là để mua bùng nổ vấn nền này ok này cổ phiếu này thì vẫn ok đây là để mua bùng nổ vấn nền nhé này thì không tính nhé cổ phiếu này không xét nhé VND nhé VND thì vẫn là tích cực nha anh chị thấy là nó vẫn đang tích lũy khá là tốt nhé đây là cái vùng của xe của, của nó này cái gì một số cổ phiếu này vẫn là khá tích cực kể cả AS thế này Đấy, SSI vẫn khá tích cực nhé khối lượng khá là kiệt cho nên tại sao mình nói là thị trường có thể trước một cơn sóng hoặc một cơn bão ví dụ về nó chỉ cần bùng nổ quay lại nó vượt nền nó phát ra lại thành một sóng rất mạnh ngay lại ok các anh chị cứ nhìn thấy dầu khí ngân hàng mà chạy về chứng khoán chạy thì lại ngon nhưng mà nếu nó sập cho hai phiên nữa mà rơi vào đây thì lại là nguy hiểm anh chị nhé PCI này thì cũng không chưa vấn đề gì nha nó vẫn là kênh lên nhưng nó vẫn trong nền nha anh chị nha vẫn ok khối lượng thấp nhé PCI thì vẫn ok SHS này thì vẫn ok nhé. Hôm nay thì điều chỉnh về 31 mươi một một thì cũng tương đương với giá hôm nay thôi. Cái đỉnh gần nhất thì nó vẫn là, là nó trong nền anh chị nhé. Hôm nay thủng MA mười rồi nhưng vẫn chưa thủng MA hai mươi đúng không ạ? MA hai mươi là ba chín À hai mươi thủng cả MA hai mươi rồi nhưng mà khối lượng rất là thấp nhé. Thì cái cổ phiếu này anh chị có thể giảm một nửa thì trọng cũng ok. Cái cổ phiếu PSI này trong nền nhé. này thì không xét nhé. Tvs thì vẫn đang tích cực nhé cái chỉ thấy là phiên bán ra này, này test cùng kéo lên này khối lượng bình thường này khoán này thì một số cổ phiếu vẫn khá là tích cực như cổ phiếu này này là cổ phiếu test này mà thủng cái đáy này này hôm nay là thủng đáy này và thủng a 10 những cổ phiếu như này thì có thể chúng ta cũng bán cũng được một số cổ phiếu như này là thủng a 10 đây này đó à, nhé thì những cổ phiếu nào theo mình thấy là nếu đang chạy á thủng A 10 thì là cho nhé yeah. mà trong nền thủng 20 rủi do anh chị thấy HCM này hôm qua là thủng 20 rồi nhưng nay anh chị thấy test nó về đúng cái đấy. đây này, đây là mức hỗ trợ cũ đúng không ạ trong cái cái nền này, này nay thủng này đúng không nếu mà thị trường mua quay lại thì hôm nay được hiểu là phiên check out nó hiểu là phiên giúp bỏ đúng không ạ nhưng nó tiếp tục nó rơi tiếp thì là nó sẽ là một nhịp rơi đấy cũng khá là nguy hiểm đó MBS lại thế này nay thủng rồi nhá thủng cái mức hỗ trợ đấy nhé cho thận trọng một chút Tại sao nãy mình nói đây mấy cổ phiếu như SBS này, SBS này là rơi khỏi m hai mươi hôm qua rơi khỏi m hai mươi đúng không ạ? chúng ta cũng phải thận trọng. Cái lúc mà nó thị trường ok thì chúng ta sẽ bình tĩnh thì chúng ta kiếm tiền. Nhưng cái lúc mà thị trường rủi ro là chúng ta cũng phải thận trọng. AGR cũng thế nhé. TTS nó đang rơi về vùng hỗ trợ cũ rồi anh chị nhé. Nói chung chứng khoán này một số cổ phiếu cũng khá rủi ro rồi nhé của vận tải này Thì vận tải thì vẫn chạy được này PNL ok này SKG ok này CD ok này VSC này nhé VSC em trước nó chuyện với anh chị đây là cổ phiếu hình hai đáy đúng không ạ rũ đúng không này test cung này Đồ này kéo lên này Như thế này thì nó cũng chưa đến mức rủi ro nhé Nó chưa đến mức rủi ro Bởi vì nó một phiên bán ra khối lượng bình thường Nó vẫn có khả năng nó chạy được CCO thì đang chạy rồi Cổ phiếu này ok chạy này ADH vẫn chạy này những cổ phiếu như này thì vẫn nắm giữ được vẫn lên được GMD nhé GMD thì nó cũng vẫn đang tích lũy đây anh chị nhé chưa vấn đề gì cùng A10 nhé nó cổ phiếu này là cổ phiếu chạy này chưa chưa phải chạy đây điểm mua bùng nổ nó đó. nên nó có một cái nền dưới đây có một cái nền dưới đúng không ạ nó lên nó tạo một cái nền mới ở đây Đấy, nó vẫn trên nền trên đây anh chị nhé khối lượng thấp chưa vấn đề gì trong ờ, dòng... hóa chất cơ bạn nhé đấy đang chạy này chạy này toàn xếp về này, DDV chạy này thôi nhưng mà nó anh chị thấy nó rơi thì nó rất nguy hiểm à? đấy các anh chị thấy này những cổ phiếu như này nếu anh chị mua những cái điểm test như thế này này làm gì có điểm nào mà canh phải chỉ top lốt đâu đúng không đấy, duy trì kênh lên rất rõ nét nhé trên ma 10 nhé đúng không với anh chị mua những cái phiên như này đúng không nó làm gì có điểm nào đâu các anh chị nhìn cả một cái chen như thế này này đó là tại sao mình nói là nếu mà chúng ta mua đúng nhé là chúng ta phải ôm chặt cần phải T3 T4 gì cả đúng là phải ôm chặt còn nếu mà sai là chúng ta phải chạy ngay anh chị nhé sai tất nhiên không phải chạy là, là là là, chúng ta nhìn thấy bán ra chúng ta chạy chúng ta phải đúng với quy tắc đúng cái kỷ luật đúng với phương pháp của chúng ta về như thế anh chị nhé gần như chỗ này này nó có hôm nào nó dưới cái MA10 đâu đúng không mình chia sẻ với chị rồi nếu các cổ phiếu đẹp gần như đã chạy là trên MA10 trên cái đường xanh này suốt này làm gì có đâu đó anh chị nhé đấy DGC lại thấy ok này làm gì có đâu có một phiên này thủng a 10 đó còn đâu chỗ này làm gì có thủng a 10 đâu đúng không những cái cổ phiếu mà cho lợi nhuận nó đều như vậy nhé SVV thì hôm qua là để mua vùng nổ nhưng như thế này thì vẫn chưa vấn đề gì đó cổ phiếu này thế này MPR này anh chị thấy này khá là ổn nó đang chạy nhé đồng hóa chất này thì khả năng lại đi ngược sóng cũng được Kiểu VNP thế nhé VNP chiều nay có mấy bạn hỏi này VNP thì vẫn ok BNP ok Một số cổ phiếu dưới này thì xấu hơn Mình sẽ đánh giá cái dòng mà chị quan tâm là dòng khách khoáng này TNT thì vẫn ok nhé BMC thì vẫn ok nhé MHR vẫn ok nhé Cổ phiếu này thì hơi lỏng nhưng vẫn ok nhé PPG thì vẫn ok nhé KSB thì hôm qua thủng 10 nhưng vẫn trong nền đấy chị nhé, hôm nay như vậy thì vẫn ok các than nbc ok nhé dc 6 ok đang chạy nữa rút nhé. Đấy. tbd ok nhé cst ok nhé Đấy. cts cst ok nhé đó mình sẽ phân tích dòng ngân hàng các anh chị nhé anh chị một thời cổ phiếu ngân hàng mạnh thì nó vẫn phía trên một chút nhé khối lượng cũng kiệt như này đang tích lũy thôi <laughs> tiên phong banh nhé, tiên phong banh rồi là thuộc hệ mạnh nhất cho anh chị nhé cả khu vực này nó sẽ là cả một cái vùng sideways nha anh chị thấy này khi mà nó kiệt khối lượng này đúng không ạ gần như kiệt khô thì bắt đầu nó bắt đầu nó chạy lên này thế đây này nhưng nếu mà chỗ này mà cổ mạnh đẹp á thì các anh chị thấy là nó sẽ đúng nếu mà đẹp á là cái phiên này này nó phải bùng nổ và nó vượt khỏi cái nền rồi nó phải tung nóc nhà luôn đúng không nhưng mà các anh chị thấy nó đâu có tung ở đâu thì nó lại chỉnh lại là... đúng không ạ? mà nếu ngày mai nó bán ra khối lượng lớn thì lại là nguy hiểm đấy thì cơ bản là hình mẫu các cổ phiếu đều 50 50 lắm như này 50 50 không thể nói đây là vùng này là vùng phân phối vùng tích lũy được 50 50 đều có khả năng lên và đều có khả năng rơi cho nên nói mình nói tại sao là chuẩn bị trước một cơn sóng và một cơn bão nếu như cổ phiếu này này hôm hôm qua là bán ra này hôm nay rũ bỏ kéo lên như cổ phiếu này thì đây là vùng nền của nó rồi nhé như thế này thì nó đang tạo thành một cái vùng nền của nó rồi anh chị nhé trong đây hẳn định cho nó yên tâm VPB nha anh chị nhé VPB này VPB thì nó đây là cổ phiếu hồi phục rồi nhé nó nhịp rơi như này thì khá là mạnh rồi đây là up này đúng không anh chị nhìn thấy đây phải là một up không nếu mà cổ phiếu đẹp thì đây sẽ là một phiên break và bùng nổ lên khối lượng lớn nhưng mà như thế này nó là một up thrust nhé thì nó cũng là rủi ro nhé, cái này thì là kiệt vôn cổ phiếu ngân hàng kiệt vôn ở vùng dưới anh chị nhé kiệt vôn kiệt vôn dưới này nếu mà nó phải có những cái tín hiệu mạnh thì nó mới giật lên được và nó ra giật bung cái mùng này lên được còn nếu không có cái tín hiệu này nó chỉ sập một phiên là nó cũng rất là dễ sập tức là tình trạng mươi 50 50 đó cho vậy trong ngân hàng này mà đủ sức mạnh để nó vật lên thì nó sẽ có một cơn sóng còn nếu không có sẽ là một cơn bão thì chị nhìn đa phần các cổ phiếu ngân hàng đều như vậy đều kiệt vôn ở vùng đáy cũ nhé kiệt vôn ở vùng đáy cũ hết rất là nhiều đấy bbb như thế này kiệt vôn vùng đáy cũ này anh chị nhìn thấy không đây đều thế nhá đây những cổ điều đều kiệt rồi OCB bit thế này, này. bit này thì phân phối rõ nét ở đây một cái chen xuống của nó rồi lúc đầu chúng ta vẽ chúng ta thấy ở đây này đúng không ạ cái chỉ thấy một nhịp hồi thì nó lại đây là một cái môi tái phân phối của nó tiếp này đấy như này này nếu thủng tiếp là rơi tiếp anh chị nhé ba cái này là ba cái chặn nghỉ chân của nó thôi nhé OCB này OCB thì đang ở vùng kháng hỗ trợ nhé chung là 50 50 lắm nhé yeah, dòng ngân hàng này đều 50 50 lắm đều ở kiệt vôn kiệt vôn ở vùng vùng hỗ trợ anh chị nhé điều kiệt vôn ở vùng hỗ trợ 50 50 lắm nhé yeah, thì đấy anh chị thấy là rất nguy hiểm nắm rất những cổ phiếu này này thì là nguy hiểm này STB này còn chỉ chí STB này đây anh chị đúng không đây là thủng thế này trừ khi có lực mua lại mạnh thôi còn nếu không có nó cũng là những cái diện rủi ro ta phải thận trọng lập pb cũng thế nhé nói chung các cổ phiếu ngân hàng đều thế anh chị nhé và mình chuyển qua cái dòng khí đốt một vài cổ phiếu về khí đốt đi pb anh thế nhé cũng là kiệt vô ở vùng dưới nhé phân phối khí đốt cng này và gas gas thế này kiệt vô ở vùng dưới này đúng anh chị thấy nếu kiệt vô ở vùng dưới thì không có đủ kéo lên thì nó sẽ rũ xuống và rũ xuống sẽ thủ còn đủ lực thì nó sẽ có một vài phiên cho nên mình nói với tại sao với anh chị ạ là cái bùng nổ theo đà nó rất là quan trọng nhé trong từ phiên thứ ba đến phiên số 10 nó phải có bùng nổ theo đà tức là cái sự đồng thuận cái sự đồng lòng cái sự nhất trí cái sự cùng quan điểm cái mức độ tích lũy của các cổ phiếu để nó đủ cái sức để nó lôi kéo thu hút các nhà đầu tư lớn đúng không ạ các nhà đầu tư chung và các nhà đầu tư nhỏ nó đồng thuận và đánh lên nhưng mà như này này thì khó vì hôm nay là phiên số 10 phiên 11 rồi đấy xem lại một chút đi anh chị nhé một đây phiên số 1 này hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 11 một mười một phiên rồi nhé một phiên rồi không thể tăm hơi đâu đấy mấy h còn phụ kiện này thì mấy cổ phiếu vẫn lên được anh chị nhé mình sẽ đi cái dòng thép cho anh chị xem thép tvn này đây là cái điểm vượt nền này nhé thì cổ phiếu này thì vẫn chạy được nhìn đây chưa vấn đề gì đấy hmc thì vẫn chạy được nhé để được Thế này hẹn thế vẫn chạy được, vẫn xuống lên anh chị nhé. Hoa sen thế nhé, vẫn xuống lên, vẫn ok nhé. Đấy, nó KG này thì vẫn ok này. vấn đề gì vẫn trên MA10, ok. Hoa phát này thì thủng MA10 rồi nhé. Hoa phát này thì còn phải chờ nhé. Chưa có dấu hiệu gì của gầu đâu. Nó chỉ là đây là nó chỉ là tín hiệu mạnh thôi anh chị nhé. Nó lại kéo xuống. Đấy. Nên là mình chia sẻ với anh chị rồi, cái giai đoạn này mà đánh cổ phiếu bùng nổ rất là khoai đúng không? Các anh chị có thể đánh những cái điểm test này thì ok này. Đúng không ạ? chẳng may vì hôm nay các anh chị bán thì các anh chị nhất là không lỗ đúng không ạ? Hoặc các anh chị đánh ở những cái bán ra những cái phiên mà nó men men ở cái vùng trên này mà không đủ lực, không đủ lực giống như kiểu định luật uh, gì nhỉ? Định luật uh, phản lực các đúng không? Các anh chị tạo vào ra nó một lực đây này thì nó sẽ tạo xuống trên này dưới này lên trên một lực thì trên lại dồn xuống dưới một lực đúng không ạ? Nếu mà đủ thì nó sẽ thốc lên mà không đủ thì nó sẽ dồn xuống. đến nguyên lý nó như thế anh chị nhé. Quên không nhớ định luật gì rồi quên mất. SHI định thế này đang phân phối này VGS nhé VGS thì là đang chạy như này là thủng A10 rồi đấy, một số cổ phiếu dầu mỏ này thế này đang ở vùng dưới kiệt vôn thôi anh chị nhé Nói chung là thị trường cũng là 50 50 đấy nha phải chia sẻ là rất là rất là thẳng thắn là như thế chia sẻ 50 50 và cái phần cuối cùng là có một số cổ phiếu mà mình hay gọi là cổ phiếu kiệt vô á thì anh chị có thể quan sát được ví dụ như là QNS này Đấy, kiệt vôn này, CKG này, CKG thì kiệt vôn này, KSB này cũng kiệt vôn này, MST kiệt vôn này, gvr là cũng kiệt vôn, nhưng mà nó cũng không tiềm năng cho lắm bởi vì thị trường nó khá xấu. Ok, cảm ơn các anh chị nhé, các anh chị muốn làm rõ cổ phiếu nào thì anh chị vui lòng comment ở phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp, trả lời qua các comment, reply các comment hoặc là mình sẽ làm các video dài để thích bổ sung. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn. Chúc buổi tối vui vẻ